Ít Sát đang quay phong cảnh, đột nhiên một quả cầu lửa rơi từ trên cao xuống, dân trong thành phố ai nấy đều lấy điện thoại ra quay video lại. Trong lúc Ít Sát đang không hiểu có chuyện gì, hai chiếc máy tay chiến đấu vù một cái bay qua chỗ cậu. Lúc này FBI cũng đi tới, Ít Sát nghe thấy tiếng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuống nấp dưới vách núi. Có hai cảnh sát thăm dò tình hình nhìn xuống dưới vách núi, họ không hề phát hiện ra Ít Sát. Đợi khi Ít Sát đi bộ qua rừng cây, cậu phát hiện có một chiếc đĩa bay khổng lồ dưới vách núi và đang dừng lại giữa không trung. Ít Sát lấy máy quay ra chuẩn bị quay thì đúng lúc này đột nhiên đĩa bay biến mất. Lúc này phía sau Ít Sát xuất hiện một sinh vật lạ, cậu nhận thấy có gì đó khác lạ nên đã quay người lại, nhìn thấy một người ngoài hành tinh đang đứng ngay trước mặt mình. Ít Sát bật máy quay lên, còn người ngoài hành tinh thì lại quay người đi. Lúc này Ít Sát mới tỉnh lại và bắt đầu lo lắng tháo chạy. Trong lúc tháo chạy, đột nhiên trước mắt cậu đen một cái rồi mất đi trí giác. Đợi tới khi tỉnh lại thì Ít Sát phát hiện ra mình đang nằm trên đỉnh núi, bắp tay đau nhức tột độ nhưng lại không có một vết thương nào. Cậu nhanh chóng quay người lại lấy máy quay mở ra xem thì phát hiện bản thân bị một lực lượng thần bí hút vào trong không trung. Khi Ít Sát về tới nhà, cậu nhìn vào tivi thì tivi biến mất ngay lập tức. Cậu đưa tay ra chạm vào thì dường như chạm vào một không gian khác. Ít Sát phát hiện ra hình như mình có được một siêu năng lực nào đó. Sau đó cậu thử sử dụng bộ não để điều khiển đồ vật, quả nhiên biến mất sau đó lại hiện lên. Nhưng bắp tay của Ít Sát vẫn có cảm giác đau, cậu đi tìm gặp bác sĩ. Thông qua hình ảnh chụp X-quang khiến cho bác sĩ không thể hiểu được, rõ ràng Ít Sát từng bị gãy tay, nhưng vết gãy lại thẳng tắp xuyên qua khớp xương và trên tay không hề có một vết thương nào. Cuối cùng thì bác sĩ vẫn không thể nào giải thích được hiện tượng này. Ít Sát tìm tới đồng nghiệp của mình và biểu diễn siêu năng lực của mình cho đồng nghiệp xem, nhưng đồng nghiệp lại tỏ vẻ không hề quan tâm rồi nói đó là ảo thuật. Ít Sát bất lực đăng tải hình ảnh video mình quay được lên trên mạng xã hội. Không ngờ đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn bè cộng đồng mạng, rồi những phương tiện truyền thông cũng nhanh chóng liên lạc với Ít Sát. Đúng lúc Ít Sát đang nổi tiếng khắp cộng đồng mạng thì một người con gái tên là Sarah liên lạc với Ít Sát và nói với cậu rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Thì ra Sarah đã từng gặp phải tình huống như Ít Sát, vậy là hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Sarah nói với Ít Sát FBI vì để che giấu sự thật có người ngoài hành tinh, họ sẽ bí mật bắt những người có liên quan tới người ngoài hành tinh về để làm nghiên cứu. Vào khoảng 20 năm trước, có một người đàn ông tên là Ka cũng gặp phải người ngoài hành tinh, nhưng về sau ông ta biến mất một cách thần bí. Sarah nói với Ít Sát hai người họ có thể thử tìm người đàn ông tên Ka này. Vậy là khi hai người chuẩn bị đi tìm manh mối về Ka thì bị hai người mặc áo đen bắt lại. Ít Sát tháo chạy nhưng bị chúng bắn ngã. Đợi khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình bị nhốt trong một gian phòng màu trắng. Nhìn qua cửa sổ trong phòng thấy Sarah cũng bị bắt vào đây. Lúc này trước máy quay xuất hiện một người đàn ông mặc vest. Ông ta nói với Ít Sát rằng mình là thám viên FBI, tiếp theo đây sẽ tiến hành kiểm tra với Ít Sát. Nhưng lúc này đột nhiên Ít Sát vùng vẫy ra khỏi dây chói rồi cầm máy móc bên cạnh đó đánh gục hai người máy. Sau đó Ít Sát tìm tới phòng của Sarah, cậu dùng siêu năng lực mở cửa ra cứu Sarah. Hai người vừa thoát ra khỏi phòng thí nghiệm thì người đàn ông mặc vest đó đã hạ lệnh truy nã hai người họ khắp thành phố. Hai người bắt buộc phải nhanh chóng tìm ra Ka. Trong quá trình Ít Sát và Sarah tháo chạy đã tìm được một hacker nổi tiếng. Nhờ có hacker giúp đỡ, họ tìm thấy tín hiệu của Ka và liên lạc được với ông ta, sau đó lên máy bay đi về nơi ở của Ka. Lúc này người đàn ông mặc vest đã đuổi tới chỗ bọn họ. Họ đi qua một đoạn đường khấp khểnh, cuối cùng cũng tới nơi ở của Ka. Nhưng khi Ka vừa nhìn thấy họ đã nhanh chóng lấy ra một thiết bị phá đi định vị của Ít Sát và Sarah. Một bên khác, người đàn ông mặc vest cũng mất đi tín hiệu của họ. Ka nói với họ rằng bản thân ông đã nghiên cứu ra cách đưa những tín hiệu người ngoài hành tinh phát ra chuyển thành ngôn ngữ loài người. Thông qua video mà Ít Sát quay, Ka biết được vài ngày nữa người ngoài hành tinh sẽ quay lại trái đất. Quả nhiên người ngoài hành tinh lại xuất hiện. Người ngoài hành tinh nói họ đến từ một hành tinh cấp cao, họ tới trái đất là để nghiên cứu nguồn gốc loài người. Sarah hỏi tại sao khi họ bị bắt đi tay đều bị thương. Sau đó người ngoài hành tinh bảo cô đưa tay ra, rồi người ngoài hành tinh lấy ra một chiếc vòng tay đeo vào. Lúc này tay Sarah tách đoạn ra, người ngoài hành tinh lấy ra từ trong đó một viên thuốc bao con nhộng và nói rằng đó là để ghi lại thông tin của loài người. Người đàn ông mặc vest đó đã đưa theo người tới. Cảnh sát nổ súng bắn chết Ka, Sarah ra cứu Ka cũng bị hạ lệnh bắn chết. Lúc này người ngoài hành tinh nói với Ít Sát hãy tập trung và dùng cảm nhận để cứu Sarah. Nói xong người ngoài hành tinh biến mất. Lúc này Ít Sát biết cách vận dụng siêu năng lực của mình, cậu dừng thời gian lại rồi đưa Ka và Sarah tới một không gian khác. Lúc này người ngoài hành tinh đi tới dùng công nghệ đen cứu sống hai người họ, rồi một chiếc đĩa bay chậm rãi bay lên sau đó biến mất. Người đàn ông mặc vest nhìn thấy đĩa bay biến mất, mặt nghiệt ra, còn Ít Sát và Sarah đang sống một cuộc sống hạnh phúc ở một không gian khác. Ka cũng tiếp tục nghiên cứu công nghệ đen của mình. Câu chuyện của chúng ta tới đây là kết thúc, hẹn gặp lại sau nhé.